Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Ship cũng đã chơi xong Puppy Playtime phần 2 rồi các bạn. Nên Ship sẽ tìm hiểu những bí mật nho nhỏ xung quanh Puppy Playtime phần 2 này. Và trước khi vào video, các bạn hãy nhớ cho Ship đăng ký kênh, like và bình luận bên dưới. Ok. Bây giờ Ship sẽ đi tìm hiểu một thứ Ship rất là thắc mắc các bạn. Đó chính là, cũng như các bạn thắc mắc, đó chính là sau khi Mommy Long Legs bị kéo vào thì Mommy đã bị kéo đi đâu? Cũng như là con gì đã kéo Mommy Long Legs các bạn? Nhưng trước tiên thì chúng ta phải tiêu diệt Mommy Long Legs lần nữa thì mới biết được. Nói chung đoạn này là đoạn ghê nhất game các bạn. Đây đây đây, chính là đoạn này Ship sẽ dừng lại nha các bạn. Và Ship sẽ xem Ship sẽ xem trong đây có gì. Cái gì đây? Một cái bàn tay các bạn. Không có gì hết. Từ từ để Ship xem. Ủa, cái bàn tay màu xanh lá của mình đâu rồi? Trong cái máy nghiền cũng không thấy gì luôn các bạn ơi. Trong đây tối quá, không thấy gì hết. Ship nghĩ là Ship sẽ cho nó chạy tiếp. Kéo vào một nơi tăm tối các bạn. Còn được cái mình của Mommy Long Legs nè, ghê quá đi. Mình cũng không được nhìn rõ sinh vật đó là sinh vật gì nữa các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu thêm một thắc mắc nữa. Đó chính là xe lửa đã chạy đi đâu các bạn. Nhưng trước tiên thì sẽ phải khởi động xe lửa cái đã. Ok. Đỏ, vàng, đỏ, xanh. Mà cốt, Ship quên mất. 4, 2, 3, 1 các bạn. 4, 2, 3, 1. Ok, chúng ta cùng đi thôi. Tút tút. Và Ship sẽ không đứng trong cái xe lửa này mà Ship sẽ đi ra các bạn. Xem nó chạy đi đâu nha. Ha ha. À, cái xe lửa này giống như là cái xe lửa tham quan toàn bộ cái gì ta? Cái xưởng đồ chơi này luôn các bạn. Nó đi hơi chậm nha. Để xem đến đây nó đi đâu. Sau khi Puppy không cho mình đi. Puppy đúng là phản bội mà. Nhưng mà lúc đầu Puppy nói là Puppy cần mình tin tưởng Puppy mà. Xong cuối cùng không cho mình thoát các bạn. Cái đoạn này là cái đoạn chạy nhanh nè các bạn. Ok, Ship phải xuống kéo cái cần gạt mới được. Đó, kéo cái cần gạt này nó mới tiếp tục. Để xem cái xe lửa này nó trật đường ray như thế nào các bạn ơi. Nó trật đường ray rồi nè. Ok, đây là bên ngoài lúc xe lửa nó bị lật nha các bạn. Đoạn đầu là một nơi tăm tối không thấy gì hết. Chỉ có một cái xe lửa. Tối quá các bạn. Không thấy. Đây là đoạn nếu như mình đi thẳng thì mình sẽ thấy cái gì nha các bạn. Cho xe lửa quẹo đi. Oh my. Không thấy gì luôn. Nó tối quá tối các bạn.
Hình như phải có ánh đèn của xe lửa thì nó mới cho mình thấy rõ bên trong nó có gì. Cho mượn cái đèn được không, xe lửa? Đây là bên ngoài bản đồ luôn nè. Đằng kia xa xa là cái cổng mình thoát á, nhưng mà không thấy gì hết. À đúng rồi, không biết có bạn nào thắc mắc, nếu chúng ta đi xuyên qua đây thì chúng ta có quay lại phần 1 không? Ship cũng thắc mắc nên ship sẽ thử nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi nha. Ok. Đi thôi. Không có gì hết các bạn. Chỉ là một nơi tăm tối. Cái đoạn này là cái đoạn đầu tiên mình vô nè. Nó có một cái hầm mà. Đáng sợ. Cái này là cái chỗ mình gặp Bobby nè. Hả? Cái phòng này nhìn ghê vậy. Cái chỗ này là lúc mình đi lấy cái chìa khóa để mở phòng của Elliot nè, Louis nè. Cái phòng này đáng sợ thật sự luôn các bạn. Nhìn nè. Đi qua đây có gì? À, đi qua đây là cái phòng ở dưới Bobby bị bắt nè. Ok, Play Care các bạn. Play Research Production Innovation. Bobby nè các bạn. Lúc này Bobby chuẩn bị bị bắt, đang đứng đợi mình lại giải cứu. Đáng sợ thật sự. Nếu các bạn muốn ship tìm hiểu thêm cái gì thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho ship biết nha các bạn, để ship có thể khám phá thêm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Ship cũng mong là ship đã giải đáp một số thắc mắc nho nhỏ của các bạn trong video này. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.